cha. Trong cung truyền đã tin Thái Thượng Hoàng bệnh rồi. Là bệnh gì? Nói là bị cảm phong hàn. Người của Thái Y Viện đến một nửa rồi. Thẩm Cách Cách đã vào cung thỉnh an. Không may nói trúng rồi. Đã có lần thứ nhất thì sẽ khó tránh có lần thứ hai. Tuyệt đối không thể có lần thứ hai. Mọi người cảm thấy trong số các hoàng tử của Càn Long gia, người nào thật thà hơn? Thầy Bạc Ngùng tin thế nào? Không thì dễ dàng phế gì. Còn sống gọi là phế gì, còn chết gọi là chọn người kế vị khác. Tướng quân đệ, người đó là ai vậy? Người đó mà ngài không biết hả? Đó là Thập Cách Cách, là công chúa mà lão chủ tử thương nhất đó. Cô ấy xinh đẹp quá ha. Đúng vậy, nếu không sao được gả cho Phong Thân Ân Đức được. Phong Thân Ân Đức là ai vậy? Người này mà cũng không biết luôn. Phong Thân Ân Đức là đại công tử của Hòa Trung Đường. Tiêu rồi, qua lại các bạn cứt râu rồi. A Mã, người vất vả quá. Người vất vả là con. Coi người nói kìa, con thì vất vả gì chứ. Ăn mặc đi đứng ở Hòa gia còn đầy đủ hơn trong cung, sao con phải vất vả chứ? Ở đó thấy không được vui thì cứ việc về. Con cũng rất muốn thường về thăm A Mã, nhưng lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Giờ con đã lấy chồng xuất cung rồi, cứ chạy về cung hoài, người ta sẽ nói con không biết lễ nghi, có đúng không A Mã? A Mã, người đừng lo nghĩ, con sống rất tốt ha. Rất tốt. Bây giờ rất tốt. Còn sau này thế nào? A Mã, người nói vậy là sao hả? Đừng nghĩ nữa nha, người yên tâm. Không có gì, tự sắp xếp lấy. Cũng chỉ có thể tự sắp xếp lấy. Sau này Cách Cách không có việc gì thì thường về thăm ha. Người mà lão chủ tử nhớ nhất là Cách Cách. Ở đây làm phiền ông lo lắng giùm. Cách Cách còn có việc gì? Ta hỏi ông, chuyện của Niêm Can Sứ ông biết được bao nhiêu? Lui đi, lui đi, lui đi.
qua đây nói đi. Người phải biết Niêm Càng Sứ chỉ có một mình lão chủ tử chọn lựa, người khác không được hỏi thêm một lời. Đây là quy tắc. Điều này thì ta biết. Sao Quách Cách lại nghĩ tới Niêm Càng Sứ vậy? Ta chỉ muốn hỏi ông, ở Niêm Càng Sứ có người nào tên là Lý Truyền Vệ không? Cách Cách cũng hỏi hả? Mới nãy lão chủ tử còn à? Ây da. Còn sao? Nô tài không dám nhiều chuyện. Ta cũng không làm khó ông, ta chỉ hỏi ông có người này không? Có. Người này là cháu của Lý Vệ, nguyên tổng đốc Trực Lệ. Ơi, mời hai vị từ từ dùng ha. Ông chủ, cho tô mì. Có liền, đợi chút. Tôi mới vừa nhận được tin Thái Thượng Hoàng ngã bệnh, xem ra không phải là nóng sốt đau đầu bình thường. Chủ công đã biết rồi, đang gấp rút tới. Chủ công? Chủ công đang ở đâu? Cách kinh thành không xa, từ từ dùng ha. Nếu chủ công tới, chúng tôi sẽ cùng rời khỏi phủ hòa thân. Bị lộ hả? Hôm nay Thập Cách Cách tìm tôi, nói những lời rất kỳ lạ. E là cô ta đã nghi ngờ chúng tôi. Thầy y, vì để tiếp cận hòa thân một cách thuận lợi, trong giáo phái đã hy sinh không ít người. Dù thế nào ngươi cũng phải kiên trì một thời gian. Quý yên tâm, nếu không phải vàng bất đắc dĩ, tôi sẽ không từ bỏ. Cô cũng yên tâm đi, lão hoàng đế một khi bệnh không dậy nổi thì chủ công sẽ có hành động lập tức. Ông chủ. Đi thông thả. Cho tôi đi nghe. Ngồi ngồi. Người có ở trong không? Dạ con. Thêm vài người canh chừng, không cho ai được tiếp cận hắn, đặc biệt là mùi mùi hắn. Sáng mai trước khi ta quay lại, hắn không được đi khỏi, có hiểu không? Dạ. Cha sao vậy? Không có gì. Không có gì. Trong phủ sắp có chuyện lớn rồi. Nàng biết rồi hả? Sao hả? Cha biết từ lâu rồi à? Không. Không. Chàng có chuyện giấu tiếp. Chàng nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Đúng là sắp có chuyện lớn. Là người tên Lý Truyền Vệ đó sao? Vậy không, là cha ta. Cha chàng? Cha của ta. Chàng nghe thiếp nói, Hoàng A Mã thương thiếp nhất. Cho dù có xảy ra chuyện gì, nếu thiếp còn thì chàng còn. Cha ta và mọi người muốn ra tay với hoàng thượng. Cái gì? Bọn họ muốn tiêu diệt hoàng thượng. Cách Cách,
Kết Kết hãy cứu ta, Kết Kết. Đây là chuyện vàng kiếp bất phục, Kết Kết. Thực sự nàng không nên gả vào hòa gia của ta. Nếu nàng muốn đi thì nhanh chóng đi đi. Bây giờ vẫn còn kịp. Hèn gì Hoàng A Mã nói với thiếp những lời đó. Thế thượng hoàng đã nói gì? Hôm qua lúc thiếp gặp người, người nắm lấy tay của thiếp, nói có lỗi với thiếp, thiếp sẽ phải chịu vất vả. Thấy thượng hoàng đã biết được điều gì? Chàng có biết A Vệ người đã ở trong phủ là làm công việc gì không? A Vệ người dạy võ công cho ta sao? Người đó là người của Niêm Can xứ. Hắn ta tới đây làm gì? E là chuyện mà thái thượng hoàng biết được thật sự nhiều hơn so với chúng ta tưởng. Chàng còn nhớ chuyện điện năm một mà thiếp hỏi chàng không? Đó là lý truyền vậy, trong lúc vô ý đã nói ra. Tới đây làm nội gián. Nè, chàng tính đi đâu vậy? Ta phải đi nói với cha ta. Nếu Hoàng A Mã đã biết rồi, chàng nói với cha chàng thì có ích gì chứ? Đúng rồi, thái thượng hoàng vẫn còn sống, thái thượng rất thương cha ta. Người thương giang sơn xã tắc của mình hơn, người thương con trai ruột của mình hơn. Một khi hoàng thượng mà ra tay, chúng ta sẽ bị tru di cổ tộc. Chàng được không? Chàng được không? Chúng ta sẽ nghĩ cách mà hả? Còn cách gì nữa chứ? Kết Kết, Kết Kết, nể tình phu thê của hai ta, nàng không thể bỏ mặc ta được, nàng nhất định phải giúp ta. Chàng nghe thiếp nói, yếu thì không thể địch lại mạnh. Hiện giờ chúng ta không thể quan tâm tới nhiều vậy được, chỉ có thể nghĩ những ngày tháng sau này của chúng ta. Cho nên chàng phải đai nghĩa việc. Thỉnh an Thập Cách Cách. Đứng dậy đi. Tối qua có động tĩnh gì không? Hình như hắn cứ ngồi đó suốt đêm. Các ngươi lui xuống đi. Dạ, dạ. Ngươi cứ ngồi đó đi. Những người như ngươi đúng là trong dạng mới chọn được một, giả ngốc cũng giống tới vậy. Chúng tôi... Đừng giả vờ nữa. Ta biết ngươi là ai. Không cần dài dòng nữa, ta có một chuyện quan trọng muốn ngươi đi làm. Ta và Hòa Thân công tử nhận được một thông tin rất quan trọng. Vậy thật ra hai người có biết người nào muốn hành thích hòa thượng không? Kẻ đứng đằng sau ta đang điều tra, nhưng mà tin này đáng tin cậy. Ta muốn ngươi lập tức truyền tin này tới cho hoàng thượng, để ngươi sớm chuẩn bị. Hiểu rồi. Đợi đã, nhất định phải nói với hoàng thượng
là ta và Phong Thân công tử sai ngươi truyền tin này tới cho hoàng thượng. Ngươi nhất định phải nhớ hả? Cô biết hắn không? Có biết. Hắn ở trong phủ làm gì? Hắn dạy võ thôi cho đại công tử. À, đi theo. Lý đại thị vệ, sao còn đứng đây nữa? Sao có vẻ khăng khác vậy? Ta có gì khác hả? Tôi nhớ ra rồi. Ông họ Hồ. Người nói cái gì? Hồ đại tổng quản. Bây giờ ngươi là người có tiếng hả? Sau này cứ gọi lão Hồ là được rồi. Hoàng thượng đang ở đâu? Chẳng phải tới rồi sao? Ta đang đợi nè. Xin thỉnh an hoàng thượng. Hoàng A Mã sao rồi? Không ổn, vẫn còn đang ngủ mê. Mau, hoàng thượng, hiện lão chủ tử không thể nói được. Đình quý chủ tử có chỉ ý, nói người tới thẳng cung Từ Ninh. Đó là hoàng thượng à? Bộ ngươi từ trong kẻ đá chui ra hả? Hoàng thượng mà ngươi cũng không biết. Đó không phải, không phải hoàng thượng. Ugh.
Đại gia, đại gia, nghe có sao không vậy? Ta đang nằm mơ. Ta mơ thấy có người đập vào sau đầu của ta. Ta xây sẩm mặt mày. Hắn ngất rồi. Có đưa về trung đường hay không? Không vội, đưa hắn tới chỗ ta thẩm vấn. Dạ. Làm cho hắn tỉnh đi. Dạ. Không phải hắn chết chứ? Đó. Nè, mau cho hắn uống sâm, không thể để hắn chết được, nhanh lên. Dạ dạ. Có gặp A Vệ không? A Vệ? Quên ấy đi đâu? Chúng tôi sai A Vệ. Chúng tôi biểu A Vệ ra ngoài cho khuây khỏa. Đi dạo ở đâu vậy? Hình như tới chỗ nào đó coi hát. Tôi đi tìm đã. Làm phiền Văn cô nương, có gặp A Vệ thì nói hắn về liền, không nên ở bên ngoài lâu quá. Được. Ta hỏi người, người tới Hòa Trung Đường để làm gì hả? Có phải tới làm nội gián không? Cứng miệng hả? Để coi miệng người cứng hay miếng sắt của ta cứng đây. Miếng sắt này để lên chỗ nào là chỗ đó chính liền. Dừng tay. Còn tới là cái gì? Cha, người ta đã cho chúng ta một con đường sống. Cha còn hành hạ người ta, có phải cha không có lương tâm không? Được được, còn có lương tâm làm cho nó nói ra thì cha sẽ có lương tâm với nó. Quỳnh có biết tôi là ai không? Còn nhớ tỷ tỷ tôi không? Tôi là Văn Thái Hồng, Văn cô nương. Văn cô nương? Văn cô nương là ai vậy? Là người trước giờ huynh ấy thích. Hỏi mau, hỏi tại sao hắn tới cổng cung vậy? Huynh tới cổng cung có chuyện gì gấp sao? Gặp hoàng thượng. Gặp hoàng thượng? Gặp hoàng thượng để làm gì? Có người muốn hành thích hoàng thượng. Ý huynh là có người muốn làm hại hoàng thượng sao? Mau đi nói đi, tin này rất đáng tin cậy. Nói với ai? Không cần hỏi nữa, cái này là vận may đó. Cha lập tức sắp xếp người đưa con về quê. Dạ. Cha muốn đuổi con đi. Con gái à, con đừng có trách cha. Thực sự cha lo con sẽ thả nó đi. Đợi cha giàu có rồi sẽ lập tức đón con vào kinh. Ngoan nghe, nghe lời cha đi. Hoàng thượng, trong cung sao rồi? Về trong đói đi. Thỉnh an hoàng thượng. Thượng. Những người chúng ta muốn bảo vệ đều được hoàng A Mã đón đi. Ta phái người của Niêm Can sứ. Ngạc đường nói với ta, hoàng A Mã đã có sắp xếp từ sớm, mục đích cũng để bảo vệ thôi. Lão chủ tử bảo vệ ai? Là đại thần hay hòa thân? Mới đầu thì ta nghĩ là hoàng A Mã rất thương hắn. Công sức hòa thân định chủ coi như cũng được việc lắm. Bây giờ xem ra không ai là người có thể hiểu rõ hơn hoàng A Mã hết. Nhưng mà thái thượng hoàng không cho chúng ta đụng tới thiên hạ đệ nhất tham quan này là có dụng ý gì? Hoàng A Mã đã làm quân vương thịnh thế 60 năm, danh tiếng kiệt xuất, một khi Trẫm Lâm triều chủ trì chính sự, lấy cái gì để thần phục thiên hạ?
Làm cái gì để có được lòng người? Lấy cái gì làm triều đình khiếp sợ đi? Giết hòa thân. Đây là sản nghiệp mà Thái Thượng Hoàng để lại cho người. Chuyện khác không nói, chỉ tịch thu gia sản nhà hắn có thể cứu tế thiên tai cho dân được 10 năm, khiến muôn dân chúc mừng. Lão chủ tử tính toán mưu kế đúng là đã tới mức thành thục hoàn mỹ. Chu sư phụ, Hoàng A Mã đã có ý chỉ gửi cho quân cơ sứ. Kiêu Khanh cũng rời khỏi kinh thành, tạm thời về Mân Triết giáng hai cấp giữ lại dùng, lý công chuộc tội. Đây cũng coi là bảo vệ, để cho bọn hòa thân cảm thấy đã nắm chắc phần thắng. Được, thần lập tức khởi hành. Truyền tin, ta muốn đích thân tiễn Chu sư phụ lên thuyền, để người của quân cơ sứ đều biết. Được, làm vậy đi. Làm ra vẻ đau lòng cho người ta coi, để người ta càng cảm thấy không có gì phải lo. Niên niên liễu sắc, bá kiều thương tâm. Trung đường, trung đường, quân cơ sứ nhận được chỉ ý của Thái Thượng Hoàng, cho lão Chu Khuê về Triết Giang nhậm chức giáng hai bậc giữ lại dùng. Ông coi, trong ý chỉ này có nhiều chỗ tố cáo lão già đó. Bên đó thật sự thu thẩm bài vậy sao? Chuyện chúng ta cần làm đó, tôi nghĩ không cần thiết. Hoàng thượng bất tài đến nỗi không thể bảo vệ cả sư phụ của mình, thì có gì đáng ngại đâu chứ. Thái Thượng Hoàng có thể bệnh không trở dậy được, tất cả vẫn còn biến số. Sai một ly đi một dặm. Tào Mạnh Đức nói rất hay, ta thà phụ người thiên hạ, không để người thiên hạ phụ ta. Còn gì nữa không? Chu Khuê đã đi rồi, hoàng thượng rất là buồn rầu, nói là muốn đích thân tiễn Chu Khuê lên thuyền. Gọi nhị gia tới. À, dạ. Tổng, ông Tổng quản ở trung đường đâu? Có chuyện gì? Tôi có một chuyện vô cùng quan trọng muốn bẩm báo với trung đường. Nói ta nghe. Đồ nhỏ mọn, sợ ta cướp công của ông hả? Vậy thì thôi. Không. Có người muốn hành thích hoàng thượng. Đừng nói vậy, giữa ba ngày ba mặt trời đất sáng sủa, ông đừng có nằm mơ. Tổng quản à, chuyện trời sắp sập xuống đó, tôi còn dám nói bậy sao? Là thật đó, thật thiệt mà. Là ai? Ai muốn hành thích hoàng thượng? Người cụ thể thì tôi chưa biết, tôi còn đang điều tra. Đợi ở đây ta phải đi liền. Chuyện này ông chưa nói với ai chứ? Tôi dám nói với người khác sao? Tôi chỉ có thể nói với trung đường thôi. Tốt, lần này ông làm rất tốt. Nè, nếu chuyện này là thật thì tôi tính công lao cho ông. Có lợi lộc thì đừng có quên ta. Đứng đây đợi đi. Hoàng thượng muốn lên thuyền tiễn Chu Khuê, đây là cơ hội để ra tay. Xong chuyện có thể nói là bị giáo phỉ hành thích. Nhưng mà chuyện thật một cái lỗ to như vậy, lỡ như có kẻ tham thính được, chúng ta sắp ra tài đó. Ai? Liễu Tĩnh Thần. Ông nói ông biết có người muốn hành thích hoàng thượng. Ông có biết là ai không? Không biết. Nói là đang điều tra. Không cần vội, ông ta biết không nhiều. Phải. Ông ta có nói cho ai biết chưa? Chưa. Chưa nói, ông ta vội vàng tới Hòa Trung Đường để lãnh công đó. Cần phải hành động nhanh lên, nếu không đêm dài lắm mộng.
Lục quyết đoan mà cho dự sau này ác loạn, chúng ta không còn đường lui. Để đi sai người lên thuyền. Vị gia, lần này đánh đánh giết giết, hành động phải lớn một chút. Lúc trước cách mà hãng hoài chương thủ tiêu thuyền gỗ Nam Mộc, còn nhớ không? Để đi làm ngay. Không, sai Liễu tỉnh thân đi. Liễu tổng khố ở Thỉnh An quần môn. Đứng dậy, đứng dậy. Ngươi lui xuống đi. Thông tin mới nãy ông mang tới rất là quan trọng. Trung đường khen ngợi ông trung dũng. Thất ti tổng khố, chức quan này quá thiệt thòi cho ông rồi. Hạ quan tất cả chức vị trung đường. Chuyện có kẻ muốn hành thích hoàng thượng có nghe nói đến. Hiện giờ trung đường đã bí mật điều tra, vì chuyện này liên quan rất sâu xa, tuyệt đối không được nói ra ngoài lung tung. Giả biết rồi. Trung đường còn muốn ông đi làm cho một việc. Chuyện này không phải thân tín thì không có giao cho đâu. Bến tàu vận chuyển đường sông Thông Châu sẽ có một chiếc thuyền đưa Chu Khuê về phương Nam. Ông biết Chu Khuê là ai không? Có biết. Tới lúc đó khả năng hoàng thượng sẽ xuất hiện. Trung đường sợ có chuyện ngoài ý muốn nên sai ông lên thuyền trước ở đó chờ. Nếu phát hiện có người lên thuyền sớm hơn hoàng thượng thì lập tức bắt hắn lại. Sợ là kẻ đó là Dương gia. Ý ông là có Dương gia liên quan tới vụ này hả? Biết chuyện này lớn cỡ nào rồi chứ? Tạ trung đường tín nhiệm. Qua đây. Những thứ này là đồ hoàng thượng dặn dò phủ nội vụ tặng cho Chu Khuê. Tới lúc đó ông chuyển những thùng này lên thuyền, không được làm cho bất kỳ ai nghi ngờ. Bắt đầu từ bây giờ, ông không được đi đâu hết, cũng không gặp ai hết, cứ ở trong phủ chờ lệnh. Hạ quan tuân lệnh. Nè, hai hôm nay sao huynh cứ ngơ ngẩn vậy? Nghĩ gì vậy? Cô nói coi, nếu tôi bán quan lạc viên á thì sẽ được bao nhiêu tiền? Bán hả? Huynh tính làm gì? Người ta thường nói á, trên á có thiên đường, dưới có tô hàng. Chúng ta tới Hàng Châu ở vài năm, sống những ngày tháng thoải mái, thấy sao? Ý huynh muốn nói đi vậy là xong hả? Nè, ngon. Tôi cảm thấy rất chán đó, cô có biết không? Thấy chán? Hiện giờ huynh xuôi chèo mắt mái, tám mặt đều có gió, cả đống chuyện tốt, huynh đã bỏ đi sao? Cô thì biết cái gì chứ, có gì mà không nỡ chứ. Cô coi đám người đó đi, thái thượng hoàng gì đó, hoàng thượng rồi trung đường gì đó, suốt ngày cấu xé lẫn nhau, người sống ta chết. Nè, tìm một bữa họ ăn á, đủ cho cả thôn chúng ta sống thoải mái qua một năm lận đó. Cô nói coi họ làm cái gì chứ, tôi thấy họ thật vô vị. Vậy cô định tới Tô Hàng làm cái gì? Tới Hàng Châu rồi thì khác nha. Hồ Tây ở đó rất là đẹp, chúng ta sẽ xây một cái chùa nhỏ ở đó, thỉnh thoảng chúng ta qua đó ở, rồi gõ mõ niệm kinh cùng hoàng thượng nói về đạo tu thân dưỡng tánh. Hơn nữa đây còn là việc thiện để tích đức đó. Sống cuộc sống như vậy thật là tuyệt. Đương nhiên là nếu có thể cùng Giang cô nương sinh được đàn con á thì tuyệt hơn. Với huynh hả? Tôi thì sao chứ, bộ không được hả? Được, đương nhiên là được. Huynh đó ra ngoài đi theo hướng tây chính là chùa Quảng Tế, coi coi cổng chùa người ta xây theo hướng nào. Muốn coi tôi đi coi cho.
tôi sẽ đi hỏi thăm coi muốn xây một ngôi chùa thì cần bao nhiêu tiền. Đi đi. Cho hỏi huynh có nhìn thấy một người? Không thấy, không thấy đâu. Huynh có nhìn thấy? Thấy vậy. Một cô gái. Mới nãy con cô gái hỏi có nhìn thấy. Thấy. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Chậm lại, chậm lại. Mau, 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 mau. Bên kia, bên kia. Ở bên kia kìa. Cẩn thận đó. Ở bên kia. Nhanh lên, nhanh lên. Nè, cột thiệt chặt nha. Tốt, được rồi, đi, vận chuyển tới bến tàu, xuất phát. Quýnh coi cái này đi, còn mấy cái này cũng được lắm nè, coi nữa đi. Nè, Quýnh coi đi. Được rồi, giờ sao hay tính. Nè, đóng lửa. Nè, cái lửa. Con lửa này của Quýnh hả? Bán nhiêu tiền? Không bán. Tôi trả Quỳnh giá một con lừa đại thanh luôn đó. Khốn kiếp thiệt. Hôm nay lão tử có cửa cái ghế gỗ, không ai đuổi theo được người. Chà, chà, chà. Nè, làm gì vậy? Phủ nội vụ cùng chỉ. Mời. Đi. Có thông tin nói là hoàng thượng đã dẫn người tới bến tàu rồi. Và cô nương cũng không tìm được ai vậy. Không biết hắn đã gửi tin tới chưa nữa. Ta đi coi thử. Chàng tuyệt đối không thể lộ mặt. A Dệ, có phải đã được hai người phái ra ngoài làm việc gì không? Cô biết cưỡi ngựa không? Đương nhiên biết. Cô phải đi với tốc độ nhanh nhất tới bến tàu Thôn Châu. Chắc A Vệ đang ở đó đợi hoàng thượng. Cô nhất định phải tới kịp trước khi hoàng thượng lên thuyền, đưa cái này cho A Vệ, biểu hắn chuyển cho hoàng thượng. Làm sao tôi có thể tiếp cận con thuyền đó? Cô đợi một chút. Cô cầm cái này đưa cho họ coi. Nó là do ta sai cô đi. Nhanh lên, cẩn thận đó, cẩn thận. Cẩn thận, cẩn thận. Chà, chà, chà. Thank you.
công cẩn thận nha. Đứng đi nhân, hình như thiếu một thùng. Sao lại thiếu vậy? Nó đi đâu được chứ? Chúng ta xuống coi thử. Đi đi. Hai người muốn làm gì hả? Hai người ông đừng trách chúng tôi. Làm gì hả? Làm gì? Nói cho ông biết, đây là do Trung Đường đại nhân sai lầm. Ông đã biết quá nhiều rồi. Những thứ này rất lợi hại. Nếu như chúng nổ cùng lúc, ngay cả Tử Cấm Thành cũng nổ sụp thành một góc lầu. Yên tâm, ông sẽ được chết nhanh thôi, không bị tội gì hết đâu. Đừng phí sức nữa, ông vẫn còn thời gian một nén nhang. Nghĩ kỹ lại coi, kiếp này mình đã làm được việc gì tốt. Tới chỗ Diêm Vương cũng biết cách mà nói. Đi, đi. Thank you.
Ông nhận ra tôi hả? Xem ra có kẻ còn vội lấy mạng ông hơn tôi đó. Chắc là ông đắc tội với không ít người rồi. Ông cũng có ngày hôm nay ha. Nè, tôi hỏi ông nghĩ sao hả? Giờ nhìn thấy tôi ông có cảm giác gì? Quán sợ hả? Hả? Tôi coi như cũng hết nhân hết nghĩa với ông rồi hả? Ông hại tôi cứu ông, tìm cho ông cổ xe ngựa, cho ông lộ phí. Ông đã làm gì tôi? Lý quán trả ơn đúng không? Hả? Tôi từng gặp hạng vô lương tâm rồi, chưa gặp ai vô lương tâm bằng ông đó. Hả? Cái gì? Cái rương? Trong rương có gì đó? Cái thứ mắc dịch của cái bình bông rách này mà đòi hối lộ tôi cái gì chứ? Ông coi lão tử này là ăn mày chắc hả? Tôi cho ông hay nha, hôm nay ông có dọn sạch các kho phủ nội vụ á. Hả? Có gì đó hả? Không được đi.
con chết, phải thực hiện kết lại. Đứng lại. Đứng lại. Chán đời. Sao vậy? Không rõ. Chắc là nằm mơ thôi. Trần cô nương. Trần cô nương à, có người gửi thơ cho cô nè. Thơ? Là ai gửi gì? Là một cô gái bịt mặt. Cô nói có lỗi với các vị. Chuyện gì vậy? Lý công tử chỗ các cô bị bắt cóc. Tam phát tử. Nay người đang ở số 13 Đông Bản Kiều. Đông Bản Kiều. Thế vậy cái người mà Liễu Hương Trạch. Liễu Hương Trạch. Bỗng lộc tháng này đâu có đủ xài. Chứ sao nữa, mua rượu còn không đủ. Lại còn suốt ngày phải đứng đây canh chừng nữa. Đúng đó, đúng mà khổ sai mà. Gì vậy? Chuyện gì vậy? Sao cậu ấy lại như vậy? Được rồi. Dạ. Cô nghe tôi nói gì không? Truyền về. Truyền về. Huynh có nghe tôi nói gì không? Truyền về.
sao vậy? Không biết nữa. Kim Ngọc Đồng Thanh chưa chết. Tình hình đó báo về là trên thuyền chỉ có Chu Khuê, hoàng thượng vẫn chưa lên thuyền. Nếu họ bắt tay điều tra thì sao? Bình đó sẽ không bỏ qua dễ vậy đâu. Tình hình Thái Thượng Hoàng sao rồi? Thái y nói chuyện ăn giờ đã rất khó khăn. Vậy thì dễ rồi. Giờ đại vẫn đang nắm trong tay binh quyền thất tỉnh, một khi có biến đều có thể lập tức giấy binh Cần Dương. Ép thối gì cũng được, lập người khác cũng được. Tới cuối cùng sẽ là lực lượng ai mạnh hơn, kẻ đó sẽ quyết định. Đó là bước đi cuối cùng. Dạ. Dạ. Có tin tới báo hoàng thượng muốn triệu kiến quân cờ sứ. Quả nhiên có hành động. Bây giờ điều binh có kịp không? Bây giờ ta còn 400 thân binh đóng ngoài thành, có thể tùy ý điều vào cung. Cứ lấy danh nghĩa hộ giá để điều bọn chúng vào đi. Bao nhiêu cung càng thanh. Chị y nói không triệu kiến ở cung càng thanh, hoàng thượng hoảng sợ quá độ, tạm thời không lâm triều. Không sao cả. 400 thần binh, cho dù ở đâu cũng có thể dư sức bao vây. Thuyền Chu Khuê nổ rồi. Vậy hoàng thượng đâu? Hoàng thượng đã thoát hiểm, nhưng Chu Khuê chết rồi. Không biết hoàng thượng có nhận được tên của chúng ta hay không. Hoàng thượng đã thoát hiểm, chứng tỏ thư của chúng ta đã tới nơi rồi. Vì sao Trường Vệ không trở về báo cáo một tiếng? Không biết. Có khi nào hắn trở mặt không nhận người, bán đứng chúng ta rồi? Người của Niêm Can Sứ đều do Hoàng A Mã ta đích thân huấn luyện ra, chắc là đáng tin cậy. Lệnh quý chủ tử xin dừng bước. Hoàng thượng bị hành thích, nghe nói là do giáo phỉ làm. Thái thượng hoàng biết hết chưa? Hoàng thượng đang vì chuyện này dò hỏi đồ tá lĩnh. Cả nô tài cũng bị đuổi ra ngoài. Thái thượng hoàng đã bệnh như vậy, sao còn không cho ai vào thăm cả? Hoàng thượng dọn vào tẩm điện, ta vội tới đây cũng bị thị vệ cản giá. Nói là hoàng thượng có chỉ không, người nào cũng không gặp. Ngươi coi, hai cha con này làm người khác lo quá. Lão chủ tử, lão chủ tử, hãy cứ truyền nghĩa y tế xem đi. Đã cử người tới xung quanh tẩm điện của hoàng thượng chưa? Ngày đêm hộ giá. Ngoài thành thân binh của Hòa Lâm có động tĩnh gì không? Tạm thời vẫn chưa thấy. Trong triều có ý kiến gì? Tất cả động thanh đều nói do giáo phỉ hành thích, quan thượng vì quá kinh sợ tạm không lâm triều. Đó cũng qua hấp tấp nóng vội rồi. Chút hơi tàn của trẫm ngay lúc này vẫn chưa dứt được đâu. Lão chủ tử, người đó là ai? Sáng sớm ngày mai Hòa Lâm sẽ lấy danh nghĩa hộ giá điều binh vào thành.
Người cứ theo chỉ dẫn trong cẩm nang từng bước tiến hành. Dạ. Phải cầm theo cái này. Binh phù của lão chủ tử. Cầm theo binh phù, bí mật tìm người nào, nói những gì. Trong cẩm nang đều có chỉ dẫn. Lão chủ tử, người nghĩ một chút đi. Người nhất định phải sống lâu trăm tuổi. Trẫm tự tử xưng thập toàn lão nhân. Lục bệnh nghĩ lại, cảm thấy đúng là buồn cười. Sinh lão bệnh tử, sừng tham si, liệu có thứ gì trẫm thoát được? Trẫm ra sức gìn giữ cái nghĩa quân thần cũng chỉ là vì cầu toàn. Đáng tiếc lòng tham không đáy, rắn nuốt dồi. Lão chủ tử, nô tài cao luôn. Đứng lại, bộ binh thống lĩnh nha môn tiếp nhận cửu thành quốc phòng. Binh mã đã vào thành rồi. Qua trung đường một mình Tân Kiên. Xin thỉnh an chủ tử. Đây xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng là hòa trung đường phụng chỉ Tấn Kiên. Khinh tới rồi. Hoàng thượng đã hoảng sợ rồi. Anh biết hết rồi sao? Thần cũng chỉ vừa nghe. Lại là do ai làm? Bẩm hoàng thượng, theo nguồn tin của thần, những năm gần đây giáo phỉ ngàn ngược, thần cho rằng là do chúng làm. Hòa Lâm đâu? Hòa Lâm đâu? Cho hắn nhiều binh như vậy, sao hắn không bắt giáo phỉ chứ? Thần vẫn đang xoay sở. Xoay sở, xoay sở, anh đến tới cửa nhà vẫn còn xoay sở. Một lũ vô dụng. Thần vô dụng khiến hoàng thượng gặp cảnh bất trắc. Hoàng thượng phải uống thuốc rồi. Có độc hay không? Không có, đã thử rồi. Thử tiếp, thử tiếp, thử ngay trước mặt của trẫm. Cứ thử ngay ở đó đi. Dạ. Để cho trẫm nhìn thấy. Chậm.
chưa bao giờ gặp phải một chuyện như vậy. Chu sư phụ chẳng đang trối lại được câu gì. Hoàng thượng nén bi thương. Hoàng A Mã, có lẽ mình mãi không vậy. Trọng phải làm sao đây? Trọng phải làm sao đây? Hoàng thượng phải vững lòng. Thuốc nổ đã đặt trên thuyền rồi, khanh nói trọng làm sao vững? Vững sao nổi? Giờ không cần nói chuyện gì khác, chỉ cần khanh tăng cường phòng bị cho trọng. Dạ. Còn nữa, các khanh mau chóng nghĩ cách bắt phản tặc, càng nhanh càng tốt. Dạ. Cứ tiếp tục như vậy không được, đất nước là quy đó khanh có biết không? Dạ dạ. Khanh đừng chỉ biết nói dạ dạ. Hoàng A Mã lâm triều đã 60 năm, chưa bao giờ gặp phải một chuyện như vậy. Khanh cũng phải dùng tấm lòng hầu hạ cho thái thượng hoàng để hầu hạ cho chính trẫm một chút, có được không? Thần lo việc không chu đáo. Bộ dạng này của trẫm rất được cười lắm phải không? Thần lo cho thánh thể còn không kịp nữa là. Đừng nói ra bên ngoài chuyện hôm nay, nhất là tình trạng của trẫm. Khanh phải lấy quốc thể làm trọng. Quốc thể làm trọng. Thần hiểu rồi. Trẫm muốn khanh ra kỳ hạn dây quét, kỳ hạn truy bắt. Bắt được phản tặc, nhất loạt trừng trị tại chỗ. À không, chạy chúng về. Trẫm muốn tận mắt nhìn thấy chúng bị lăng trì xử tử. Lăng trì xử tử. Nếu hoàng thượng tin tưởng, chuyện này cứ giao cho thần xử lý. Khanh phải làm trung thần, làm một trung thần. Thần muốn chết không từ. Lui ra đi. Long thể khỏe mạnh, mọi việc đều ổn. Các ngài mau về đi, triệu tập các bộ bàn bạc chuyện tiêu trừ phản tặc. Mau chóng đề ra một phương án, đưa tới ngự tiền. Hả? Dạ. Trung đường, người của quân môn đều đã vào vị trí. Cho chúng lui về trước, tạm thời chưa dùng tới. Lui về? Ta đúng là đã đánh giá cao vị chủ tử này. Hoàng thượng, hoàng thượng diễn tuyệt quá. Đây chỉ mới là hiệp đầu, vẫn chưa thể mất cảnh giác được. Chúng ta còn có thể làm gì nữa? Không phải khanh vừa nói diễn tuồng sao? Nếu như trẫm nó sợ dở mật rồi thì cứ yên tâm dưỡng bệnh. Nói như nam phủ cung phụng, chọn vài đoàn hát vào cung. Sau này trẫm sẽ nghe hát nhiều một chút, bớt lo chuyện bao đồng.
Cô nương, y phục của cô đây. Cảm ơn. Là ai đang hát gì? Một anh hát rong thôi, đang nghỉ ở chỗ chúng tôi vài ngày. Cảm ơn. Tôi đi làm nha. Chân cô nương, đây là chỗ nào vậy? Không thể nào. Đúng là gia cô đương rồi. Đây là đâu vậy? Sao cậu ấy lại tự té xuống giường, còn té đập đầu nữa? Tôi cũng không rõ, lúc nãy tôi ở ngoài sắc thuốc. Cảm ơn. Xin hỏi đây là chỗ nào vậy? Quý lại lú lẫn nữa rồi. Ê, trời ơi. Ê, trời ơi tiểu tử, xuống giường rồi hả? Hả? Không sao chứ? Mà ông Quỳnh lớn thì có nghe. Vì đây là Quỳnh giả khờ với tôi phải không? Hả? Quỳnh không nhận ra tôi sao? Tiểu tử này. Sao tôi lại tới đây vậy? Quỳnh, Quỳnh không biết chỗ này hả? Quỳnh hết mọi chuyện rồi à? Không, tôi không quên. Giờ tôi nhớ ra rồi. Chuyện gì tôi cũng nhớ ra rồi. Vậy Quỳnh đã nhớ ra chuyện gì? Tôi nhớ ra là mình đã lên một con thuyền. Nhưng lúc đó tôi không hề biết đó là một cái bẫy. Sau khi thuyền nổ thì... Thôi, càm ràm cái gì chứ. Tôi chẳng hiểu gì hết à. Quỳnh không cần biết nhiều quá. Chỉ cần cho tôi biết sao tôi có thể tới đây được. Và còn hai người là ai được rồi. Thôi đủ rồi, đúng là bị đánh khờ luôn á. Sao lại tôi nói Quỳnh à? Lão gia, người phía hoàng thượng tới rồi. Ai vậy? Chúng tôi phụng chỉ tới hỏi chuyện. Cung thỉnh Thánh An. Quỳnh vẫn khỏe, đứng dậy nói chuyện. Chỉ muốn hỏi Quỳnh, tại sao hôm đó lại có mặt trên chiếc thuyền? Tôi vẫn luôn theo sát việc này. Theo sát chuyện gì? Quỳnh biết chiếc thuyền đó sẽ nổ. Mới đầu không hề biết, sau khi lên thuyền rồi mới phát hiện ra có người đã giở trò. Quỳnh đúng là có phúc tướng. Lần này Quỳnh lại lập công rồi. Tôi với thời sơ suất. Sơ suất? Sơ suất chuyện gì? Tôi không hề biết là một cái bẫy. Hơn nữa, Nam Mộc hoàn toàn không có trên thuyền. Sao Nam Mộc lại chui ra nữa? Là chuyện rất lâu trước kia rồi. Chuyện rất lâu trước kia? Hai vị, giờ tôi biết có chuyện gì rồi. Chỗ này của hắn vừa mới bị đánh một trận tơi bời, có hơi hồ đồ, lẫn lộn tùm lum chuyện với hồi trước với bây giờ đó. Không, đó tôi bây giờ tỉnh táo vô cùng. Trời ơi, ta đủ rồi. Cậu nhưng ấy... càng nói như vậy thì càng chứng tỏ có bệnh. Nhìn ta rồi. Không sao cả. Nếu Quỳnh bị bệnh rồi thì hãy ráng nghỉ ngơi đi. Bây giờ Quỳnh đừng đi đâu hết. Ở đây có lẽ rất an toàn. Phía hoàng thượng Quỳnh cũng hãy khoan lộ mặt. Chủ tử tạm thời chưa triệu kiến Quỳnh. Có điều ngày tháng còn dài. Lần này Quỳnh cứu giá lập công, sau này áp được trọng dụng. Giờ hai người có thể cho tôi biết chắc người là ai? Sao lại đánh tới nông nổi này? Tỉnh rồi hả? Bên ngoài ai đang hát vậy? Tìm chúng tôi có một gánh hát ở. Một gánh hát? Đúng vậy.
Đâu phải đâu. Đâu phải gì vậy? Mình đã nghe lầm rồi. Nghe lầm cái gì chứ? Rõ ràng tôi nghe giọng của Văn cô nương. Vào phòng đi, về nghỉ ngơi cho khỏe. Tỷ tỷ huynh ra ngoài có việc, lát nữa sẽ về mà. Tỷ tỷ tôi? Không phải tỷ tỷ, vậy chắc là muội muội rồi. Muội muội tôi? Đúng rồi. Chuyện mà trẫm đã căn dặn, người đã nhớ kỹ hết chưa? Dạ, nô tài sẽ làm ngay. Lão chủ tự bảo trọng. Lệnh quý chủ tử cầu kiến. Thái thượng hoàng thứ tội. Thái thượng hoàng thứ tội. Đứng lên, đứng lên đi. Thái thượng hoàng, nàng có tội gì? Hoàng thượng trẻ tuổi không hiểu chuyện. Thái thượng hoàng mình tới như vậy, nó lại không tới sớm hôm hầu hạ. Là trẫm không cho nó tới đó. Nhưng mà nó lại cho triệu gánh hát của thân bình thự vào tẩm điện. Còn nào đàn nào hát, thần thiếp không yên tâm, tiệp tới can ngăn, còn bị từ chối không cho vào. Người nói có phải quá bất hiếu không? Tốt, đó là rất tốt. Thái thượng hoàng, trẫm có thể an lòng rồi. Lần này hoàng thượng bị hành thích là các người làm đúng không? Tuyệt đối không phải. Chủ công nói rồi, thời cơ vẫn chưa chín muồi. Vậy lần này mang tiếng oan lớn rồi. Lão đầu tử vì chuyện này trong cơn bạo bệnh còn đích thân hạ chỉ sai Hòa Lâm xuất binh tiêu diệt các ngươi. Hắn điều binh có kịp không? Chỉ y nói không cần trở về thất tỉnh hành doanh của ổng, chỉ đem theo vài binh sĩ của Phong Đại Doanh. Không chọn điều binh của mình là có ý gì? Lão đầu tử suy nghĩ gì cũng không ai được rõ. Có điều tình thế cấp bách, ngươi về nói với chủ công phải mau chóng chuyển chỗ. Lão đầu tử bệnh tình thế nào rồi? Không tốt. Tình hình này cũng không sống được bao lâu nữa. Tốt, chủ công đang đợi ngay này. Người hãy đi trước đi. Suy cho cùng đây là chỗ nào vậy? Huynh đúng là quên sạch hết rồi. Tôi đã nhớ lại hết mọi chuyện lúc trước rồi. Ngược lại những chuyện lúc này tôi không hiểu là đang có chuyện gì. Vậy huynh nhìn tôi đi. Huynh còn nhớ tôi không? Tôi thật sự là không nhớ ra. Vậy huynh nói nhớ ra chuyện trước kia là chuyện từ bao lâu trước kia? Tôi nhận lệnh xuất kinh vào năm Càn Long thứ 60. Bây giờ đã là niên hiệu Gia Khánh rồi. Ý cô nói Càn Long đã không còn nữa sao? Đó là Thái Thượng Hoàng. Suy cho cùng đã xảy ra chuyện gì với huynh? Đàm Phát Tử, đồ tá lĩnh tới rồi. Đồ tá lĩnh? Đồ tá lĩnh muốn gặp huynh. Huynh còn nhớ đồ tá lĩnh? Dĩ nhiên là nhớ rồi. Đang ở đâu vậy? Ở tiền viện. Ê, nè, tiền viện bên này.
Tam Phất Tử cùng rồi. Đó không phải là Tam Phất Tử. Hả? Đúng là Tiền Diện ở đâu chứ? Ở bên kia. Đúng là khùng rồi. Đồ Tá Lĩnh, cuối cùng ta gặp được huynh rồi. Thỉnh ăn Đồ Tá Lĩnh. Không phải vừa gặp cho lâu sao? Lại quên rồi à? Tôi không quên. Tôi nhớ ra rồi. Tôi đã nhớ lại mọi chuyện trước kia rồi. Hả? Giống như tôi vừa có một giấc mơ dài vậy. Huynh ba hồi hồ đồ, ba hồi lại hiểu chuyện. Bản lĩnh một chân trên trời, một chân dưới đất. Cả tôi nhìn thấy cũng giống như đang nằm mơ. Chủ tử có khỏe không? Bây giờ bệnh tình rất nặng. Công việc chủ tử giao phó tôi vẫn chưa làm tốt. Huynh đã làm rất tốt. Người ta đều nói người nên can xử chúng ta, dù bị bệnh vẫn làm được việc. Được rồi, giờ không nói chuyện này. Tôi tới để nói với huynh, lão chủ tử có việc mới cho huynh làm. Hòa Lâm lập tức xuất kinh. Lão chủ tử muốn chúng ta âm thầm đi theo. Hòa Lâm không phải ở Thất Tỉnh hành doanh sao? Không, vợ không ở đó. Hắn xuất kinh làm gì? Danh nghĩa là bắt phản tặc. Về Thất Tỉnh của hắn điều binh à? Ừ. Nhiệm vụ lần này của chúng ta là cắt đứt liên lạc của hắn với Thất Tỉnh hành doanh, ngăn cản hắn tự động điều binh mã Thất Tỉnh. Thỉnh ăn chủ công. Mùi giật giả rồi. Chủ công truyền gọi, có sắp xếp gì mới? Hòa Lâm sắp xuất kinh rồi. Nghe nói chỉ dẫn theo 2 doanh binh mã. Lần này nhất định trừ khử hắn.